bảy tuần 16 thường niên, lời Chúa, nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Văn kiện Tổng tu nghị 21, số 19. Con Đức Mẹ Vô Nhiễm có trách nhiệm xây dựng con người mình đạt sự trưởng thành trong tương quan với chính mình và với tha nhân. Suy niệm, đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe là đoạn tin mừng duy nhất nói đến dụ ngôn cỏ lùng, một dụ ngôn chỉ ra nguyên nhân của sự thiện ác, đồng thời chứng minh một thực tế là thiện và ác cùng tồn tại song hành với nhau. Dụ ngôn này cho chúng ta biết, Thiên Chúa luôn gieo những điều thiện hảo, nhưng kẻ thù của Ngài là quỷ luôn chờ cơ hội để gieo những điều xấu vào lòng con người. Trong dụ ngôn, khi các đầy tớ ngỏ ý muốn nhổ cỏ lùng đi, nhưng ông chủ lại ngăn cản, đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Chúng ta thắc mắc tại sao Chúa lại để cỏ lùng và lúa lớn lên cho tới mùa gặt. Một tác giả đã giải thích như sau, dụ ngôn không bao giờ chủ trương áp dụng cho mọi điều. Nó chỉ muốn nói lên một điều chính. Điều chính ở đây là thời gian chờ đợi để lúa có thể phân biệt với cỏ lùng, chứ không phải nguy hiểm của cỏ lùng phải nhổ đi ngay. Trong cuộc sống, con người luôn phải đương đầu với điều tốt và điều xấu bao lâu còn sống trên trần gian. Không ai có thể hãnh diện xác nhận mình là tốt vì không biết điều xấu nó mọc lên từ lúc nào. Chúng ta cũng đừng kết tội ai là cỏ lùng khi nhìn thấy việc xấu của họ. Những điều tốt, điều xấu không xác định được người tốt hay người xấu cho đến ngày phán xét. Vì vậy, trong khi chờ đợi ngày đó đến, chúng ta hãy cố gắng làm tốt tránh xấu. Nếu có làm xấu thì cũng đừng nản lòng, nhưng hãy biết ăn năn trở lại và cậy trông vào lòng nhân từ của Chúa, vì người luôn kiên nhẫn chờ đợi ta. Là con Đức Mẹ Vô Nhiễm, chúng ta được mời gọi sống trưởng thành trong tương quan với chính mình và với tha nhân. Nhận ra những điều tốt đẹp cũng như những thiếu sót của bản thân và điều chỉnh cho phù hợp với lối sống của người nữ tu. Lạy Chúa, xin giúp chúng con trong đời sống hàng ngày biết sống đúng với bản chất tốt đẹp mà Chúa đã gieo vào khi tạo dựng chúng con, và cho chúng con luôn biện phân được sự thiện sự ác ngay trong chính thân phận làm người của chúng con, hầu biết hoán cải trở về với Chúa. Con Đức Mẹ Vô Nhiễm vui sống, ngày hôm nay, chị em chúng ta cố gắng sống chân thật trong lời nói và việc làm, để thể hiện căn tính của người con Đức Mẹ Vô Nhiễm hơn.